quý khán giả, chúng tôi xin cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Việt Nam và tại Tây Ninh. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 trên thế giới đã vượt ngưỡng 53,2 triệu ca. Mỹ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của đại dịch COVID-19 khi liên tiếp chứng kiến số ca mắc mới và tử vong hôm sau cao hơn hôm trước. Trong 24 giờ qua, Mỹ có thêm gần 170.000 ca nhiễm mới, cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. Đây là ngày thứ 8 liên tiếp Mỹ xác lập các kỷ lục mới như số ca tử vong cao nhất kể từ đầu tháng 8. Hiện tổng số ca nhiễm tại Mỹ đã vượt ngưỡng 11 triệu ca. Tuy nhiên, đã ghi nhận tốc độ lây lan chậm lại. Tuy đã ghi nhận tốc độ lây lan chậm lại, nhưng Ấn Độ đứng thứ hai về mức độ thiệt hại do COVID-19. Hiện cũng đã ghi nhận số ca mắc gần 8,8 triệu ca. Còn Brazil đứng thứ ba trên thế giới về số ca nhiễm hiện có hơn 5,8 triệu ca mắc. Tại châu Âu, dịch bệnh đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi nhiều nước tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua ở mức cao. Italy có số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất châu Âu với gần 41.000 trường hợp. Như vậy, tình hình dịch bệnh COVID-19 cập nhật đến 6 giờ ngày 14 tháng 11 năm 2020 cụ thể như sau. Trên thế giới, số người nhiễm là 53.711.217 người. Số ca tử vong 1.308.371 người. Số ca chữa khỏi 37.471.126 người. Tại Việt Nam, số người nhiễm 1.256 người. Số ca tử vong 35 người số ca chữa khỏi 1.101 người. Còn tại Tây Ninh, số người nhiễm 7 người, số ca chữa khỏi 7 người.